Tin thế giới, tỷ phú Elon Musk muốn mua lại Twitter, truyền thông cánh tả phát động công kích. Mỹ truy tố 21 người gian lận 150 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát Thượng Hải phá cửa, ép cụ bà 92 tuổi đi cách ly. Ý cấm bật điều hòa dưới 25 độ C ở nơi công cộng. Tin Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị gia hạn gần 10.000 giấy đăng ký thuốc sắp hết hạn. Việt Nam đã cấp hộ chiếu vaccine cho 1,3 triệu người. Tại Sài Gòn, đề nghị tăng học phí năm học mới, tiếp tục tăng giá dịch vụ tại cảng Cát Lái. Chính thức vận hành tuyến đường sắt liên vận với Trung Quốc. Tại Bình Phước, hàng trăm người chen lấn xô đẩy khi xếp hàng làm sổ đỏ. Sự thật về 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa với giá gần 29 triệu đồng. Một gia đình ở Sài Gòn tìm thấy con trai 13 tuổi sau 20 ngày thất lạc. Hàng Lâm xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết trong bản tin trưa ngày 22 tháng 4 của Khỏe Tự nhiên. Mở đầu là một tin tức đang thu hút sự chú ý tại Mỹ. Tỷ phú Elon Musk muốn mua lại Twitter, truyền thông cánh tả phát động công kích. Theo Epoch Times, thời gian gần đây, một số phương tiện truyền thông cánh tả dòng chính phương Tây đã tiến hành phát động các cuộc công kích nhằm vào người đàn ông giàu nhất thế giới trước đề nghị mua lại Twitter với giá 43 tỷ đô la Mỹ. Hôm 17 tháng 4, tờ Washington Post đã đăng một bài bình luận của ban biên tập với tiêu đề "Hãy cầu nguyện cho Elon Musk không thành công trong việc mua lại Twitter". Trước đó, hôm 8 tháng 4, tờ báo này đã đăng một bài viết cho biết tầm nhìn tự do ngôn luận của ông Musk sẽ gây bất lợi cho nền tảng truyền thông xã hội này. Cũng theo bài viết này, dưới thời quản lý của CEO Dorsey, Twitter đã đạt được những bước tiến lớn trong việc loại bỏ sự thù ghét và quấy rối, đồng thời cho rằng việc cấm tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump là điều đúng đắn. Ngoài ra, việc đưa ông Musk vào hội đồng quản trị có vẻ như một bước lùi lớn. Vào thời điểm đó, Twitter đã thông báo đề cử ông Musk vào ban giám đốc và tỷ phú cho hay sẽ thực hiện những cải tiến lớn cho Twitter. Bên cạnh tờ Washington Post, gia nhập vào làn sóng tấn công tỷ phú Elon Musk của truyền thông chủ lưu phương Tây, tờ New York Times cũng đăng một bài viết vào hôm 15 tháng 4 với tựa đề "Thế giới sẽ như thế nào nếu Musk mua Twitter?". Trong đó, tờ báo này khắc họa Twitter là một công cụ có ảnh hưởng thế giới và gọi ông Musk là một tỷ phú hay thay đổi. Theo đó, ông Musk có thể sử dụng Twitter tùy thích nếu sở hữu thành công. Còn tờ The Guardian của Anh trong một bài bình luận xuất bản hôm 12 tháng 4 thì gọi tầm nhìn của ông Musk với Internet là thứ rác rưởi nguy hiểm và cho hay động cơ của tỷ phú 50 tuổi là quyền lực chứ không phải lý tưởng tự do ngôn luận. Chuyển sang các tin tức về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Mỹ truy tố 21 người gian lận 150 triệu đô la Mỹ liên quan đến COVID-19. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo truy tố 21 người tham gia vào các âm mưu gian lận y tế trong đại dịch COVID-19, dẫn đến thiệt hại hơn 150 triệu đô la Mỹ. Hôm 20 tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một số cá nhân đã bị truy tố do có liên quan đến âm mưu đề nghị bệnh nhân cung cấp thông tin cá nhân, mẫu nước bọt hoặc là máu để xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau đó, các bị cáo sử dụng thông tin này để gửi yêu cầu thanh toán lên cơ quan bảo hiểm liên bang Medicare nhằm trục lợi bất hợp pháp. Trong một vụ án ở bang California, hai người là chủ của một phòng thí nghiệm lâm sàng đã bị cáo buộc gian lận y tế, đút lót và rửa tiền khi nộp giấy tờ giả đề nghị thanh toán hơn 214 triệu đô la Mỹ tiền xét nghiệm tại đây cùng với 125 triệu đô la Mỹ xét nghiệm COVID-19 cũng như mầm bệnh đường hô hấp. Hai cá nhân khác bị cáo buộc lấy cắp thông tin của những khách hàng đến xét nghiệm và sau đó gửi hóa đơn giả yêu cầu thanh toán phí khám bệnh. Trong số 7 bị cáo ở California, hai người đã lừa tiền từ quỹ hỗ trợ COVID-19 của chính phủ Mỹ, trong khi 3 người được cho là đã tham gia làm giả chứng nhận tiêm chủng. Cuối cùng, số tiền thu về từ các âm mưu lừa đảo được rửa thông qua những công ty bình phong ở Mỹ, rồi chuyển ra nước ngoài để mua bất động sản hoặc hàng hóa xa xỉ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan này đã tịch thu 8 triệu đô la Mỹ tiền mặt, bên cạnh nhiều chứng cứ gian lận khác trong quá trình điều tra. Còn tại Trung Quốc, cảnh sát Thượng Hải phá cửa, ép cụ bà 92 tuổi đi cách ly. CNN đưa tin, khoảng 2 giờ sáng hôm 19 tháng 4, các nhân viên y tế và cảnh sát đã xông vào một căn hộ xuống cấp ở Thượng Hải và cưỡng chế đưa một cụ bà 92 tuổi cùng với con trai 74 tuổi đến khu cách ly tập trung. Hai cư dân cao tuổi này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước đó 5 ngày vào hôm 14 tháng 4.
Sự việc được kể lại trong một bài đăng trên Internet của Trư Dê, cháu gái của cụ bà này và cũng là một cựu nhà báo ở Thượng Hải. Cụ thể, khi nhân viên của chính quyền cậy khóa và xông vào nhà để đưa hai người đi cách ly, cụ bà đã từ chối yêu cầu này và cho hay cả bà và con trai đều có kết quả âm tính trước đó 3 ngày. Tuy nhiên, bà đã bị kéo khỏi giường và kéo lê trên sàn nhà. Lo sợ điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra, người con trai 74 tuổi đã đồng ý tuân theo mệnh lệnh. Câu chuyện trên đã thổi bùng phẫn nộ trên khắp mạng xã hội của Trung Quốc. Một bình luận hàng đầu dưới bài đăng của Trư Dê trên Weibo cho biết, thật không có giới hạn nào cho sự tàn ác và bạo hành lạnh người này. Giới chức của Trung tâm Tài chính Thượng Hải đang chịu áp lực to lớn trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh cũng như chính sách không Covid-19 mà Bắc Kinh kiên quyết theo đuổi. Và mới đây nhất, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin hôm 20 tháng 4, Giám đốc Ủy ban Y tế Thượng Hải Wu Chengli đã trở thành quan chức đảm nhiệm công tác phòng dịch Covid-19 tiếp theo gặp vấn đề sức khỏe do áp lực từ chiến dịch kiểm soát virus. Sự bất bình trong công chúng ngày một gia tăng khi nhiều cư dân phải vật lộn với tình trạng khan hiếm lương thực cũng như nhu yếu phẩm. Kết thúc phần tin thế giới là một tin tức đáng quan tâm tại châu Âu. Ý cấm bật điều hòa dưới 25 độ C ở nơi công cộng. Mới đây, Ý đã cấm trường học và các tòa nhà công cộng không được bật điều hòa dưới 25 độ C nhằm giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng năng lượng do giao tranh tại Ukraine. Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và kéo dài tới ngày 31 tháng 3 năm 2023. Bên cạnh đó, vào mùa đông, hệ thống sưởi trong các tòa nhà công cộng ở Ý sẽ không được bật nhiệt độ cao hơn 19 độ C trong thời gian áp dụng chính sách mới này. Tuy nhiên, giới hạn nhiệt độ sẽ không được áp dụng cho các bệnh viện tại quốc gia châu Âu này. Mặc dù giới chức Ý chưa nói rõ sẽ thực hiện quy định mới ra sao, các thanh tra của Bộ Lao động Ý có thể tiến hành giám sát và áp đặt mức phạt từ 540 đến 3.200 đô la Mỹ cho các hành vi vi phạm. Theo Bộ trưởng Hành chính công Renato Brunetta, ý tưởng giới hạn nhiệt độ điều hòa máy sưởi này là một sáng kiến tích cực và có thể giúp tiết kiệm khoảng 2-4 tỷ mét khối khí đốt hàng năm. Con số ước tính được đưa ra khi việc kiểm soát nhiệt độ chiếm đến hơn một nửa chi phí năng lượng của một tòa văn phòng công cộng. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine leo thang đe dọa đến sự ổn định của thị trường năng lượng, trước đó Ý đã ký thỏa thuận với Angola nhằm tăng cường thêm nguồn cung khí đốt từ nước Nam Phi này. Còn trong hôm 20 tháng 4 vừa qua, các bộ trưởng Ý đã đến Trung Phi trong nỗ lực tìm kiếm các nhà xuất khẩu khí đốt thay thế cho Nga, quốc gia chiếm khoảng 45% khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Ý. Quay trở lại với phần tin trong nước, mời quý vị đến với thông tin Bộ Y tế đề nghị gia hạn gần 10.000 giấy đăng ký thuốc sắp hết hạn. Cục Quản lý Dược cho biết thông tin này. Như vậy, số đăng ký thuốc sắp hết hạn là do Covid-19 kéo dài, các đơn vị đăng ký thuốc không kịp cập nhật hồ sơ, dữ liệu để cấp lại số đăng ký. Do đó, Cục đã có đề nghị cấp thẩm quyền cho phép gia hạn 10.000 số đăng ký. Dự kiến trong tháng 5 sẽ ưu tiên giải quyết các giấy phép sắp hết hạn, đồng thời đề nghị chính phủ giảm thủ tục. 10.000 số đăng ký sẽ được chính phủ chấp thuận gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Và về lâu dài, Bộ Y tế sẽ sửa đổi luật dược theo hướng gia hạn hồ sơ tự động trên hệ thống trực tuyến. Theo thống kê từ Bộ Y tế, tổng số giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là gần 12.900 giấy. Tính đến hết quý 1 năm 2022, có hàng trăm số đăng ký hết hạn lưu hành. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thuốc và nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 mà không kịp thủ tục gia hạn thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cũng liên quan đến dịch bệnh COVID-19, cập nhật đến ngày 21 tháng 4, Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vaccine điện tử cho 1,3 triệu người. Con số này tăng gấp đôi so với thống kê cách đó 5 ngày. Tiếp theo là thông tin, Sài Gòn đề nghị tăng học phí năm học mới. Nội dung trên được Sở Giáo dục và Đào tạo trình thành phố vào hôm qua áp dụng với cấp mầm non, phổ thông công lập từ năm 2022 đến năm 2023 và các năm học tiếp theo, bắt đầu áp dụng từ quý 2 năm 2022. Và cụ thể, đối với giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, áp dụng mức sàn năm học 2022-2023 bằng mức sàn với khu dân cư thành thị và nông thôn từ 100 đến 300 ngàn đồng một học sinh một tháng.
Tuy nhiên, theo quy định, học sinh tiểu học được miễn học phí, nên mức học phí được đề nghị trên với cấp học này sẽ làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục. Cũng tại Sài Gòn, tiếp tục điều chỉnh tăng giá dịch vụ tại cảng Cát Lái. Mới đây, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn thông báo, từ ngày 1 tháng 5 sẽ điều chỉnh tăng giá thành dịch vụ đóng rút container hàng lạnh tại Tân cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Theo đó, giá mới của dịch vụ trên với hàng thông thường tăng từ 1,32 triệu đồng lên gần 1,87 triệu đồng một container tùy loại. Với hàng thủy hải sản đông lạnh, giá lên 2,29 triệu đến 3,3 triệu đồng một container tùy loại. Ngoài ra, phí đóng ghép hàng vào cùng một container tại bãi cũng được điều chỉnh tùy theo số lần đóng hàng. Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và trái cây sử dụng nhiều container lạnh, đặc biệt cho hàng đi tuyến xa như Hoa Kỳ, Canada. Tuy vậy, từ năm 2021 đến nay, các mặt hàng này gặp khó vì giá cước cao, thiếu container lạnh. Trong khi đó, thì chi phí logistics tăng cao lại phải gánh thêm phí hạ tầng cảng biển mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Đại diện một doanh nghiệp logistics ở thành phố Thủ Đức cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp xuất khẩu đau đầu trước tình trạng giá cước vận tải biển, chi phí hậu cần tăng đột biến và thiếu container lạnh. Ước tính cước vận chuyển đường biển đã tăng gần 97% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, mới đây, Việt Nam chính thức vận hành tuyến đường sắt liên vận với Trung Quốc. Cụ thể, trong các ngày 15 và 16 tháng 4, một số tuyến đường sắt vận tải hàng hóa của Việt Nam với một số khu vực như Tứ Xuyên, An Huy của Trung Quốc đã đi vào khai thác. Tại Bình Phước, hàng trăm người chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng làm sổ đỏ. Ngày 21 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 37 giây ghi lại cảnh hàng trăm người chen chúc trước cổng của một đơn vị hành chính, trên tay cầm một túi hồ sơ. Ngay sau khi cánh cổng được mở, đám đông ùa vào, giành giật vị trí xếp hàng, bốc số thứ tự, nhiều người do quá vội đã ngã lăn ra đất. Sau khi đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Theo báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, nằm trên đường Trần Huy Liệu, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chân Thành. Một số người dân cho hay, để bốc được số thứ tự kịp giải quyết trong ngày, họ phải tập trung trước cổng văn phòng từ 5 giờ sáng, có người đã có mặt lúc 3 giờ sáng. Đại diện chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chân Thành cho biết, nguyên nhân là do lượng người đến làm hồ sơ về đất đai tăng đột biến, trong khi năng lực giải quyết của chi nhánh chỉ khoảng 100 hồ sơ mỗi ngày. Trước đó, vào đầu tháng 4, sự việc tương tự cũng đã diễn ra tại đây và đến nay lại tái diễn. Sự thật về 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa giá gần 29 triệu đồng. Chiều qua ngày 21 tháng 4, tại tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đã xác minh thông tin về 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa có giá là 28,8 triệu đồng, tương đương với 7,2 triệu đồng một ly, được lan truyền trên mạng xã hội từ trưa 20 tháng 4. Cụ thể, theo công an, hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê của quán Photo and Buy Copy ở phường Lộc Tiến là hoàn toàn không có thật. Chủ quán thừa nhận hóa đơn tính tiền là do tự in rồi đăng tải lên Facebook cá nhân để câu view, câu like. Thông tin trên hiện đã được gỡ bỏ. Trước đó, mạng xã hội từng xôn xao khi một số tài khoản Facebook đăng hóa đơn của quán Photo and Buy Copy với mức giá là 249.000 đồng một ly cà phê Phượng Hoàng Lửa. Ngày 12 tháng 4, qua xác minh, trong menu của quán cà phê trên không có thức uống mang tên Phượng Hoàng Lửa, mà chỉ có cà phê trứng và được ghi giá từ 100 đến 249.000 đồng một ly. Tuy nhiên, giá của cà phê trứng có dấu hiệu tẩy xóa và vừa được dán mới. Và cuối cùng là một thông tin đáng mừng khi một gia đình ở Sài Gòn tìm thấy con trai 13 tuổi sau 20 ngày thất lạc. Thông tin trên được mẹ của bé 36 tuổi ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho biết vào tối ngày 21 tháng 4. Người mẹ cho hay, ngày 21 tháng 4, một người dân ở thành phố Vũng Tàu đã điện thoại báo với gia đình phát hiện một bé trai có nhận dạng giống với thông tin mà truyền thông đăng tải. Xác định đó là con trai mình, người này đã báo với công an quận Bình Tân liên hệ với công an một phường ở thành phố Vũng Tàu để xác minh, sau đó đã cùng chồng vào Vũng Tàu và gặp con trai tại trụ sở công an phường. Bé kể, sau khi rời nhà, đã đạp xe đến Vũng Tàu rồi xin nước uống, xin cơm ăn, nhặt ve chai kiếm sống và xin ở lại nhà của một người dân cho đến khi gia đình biết tin. Hiện sức khỏe và tâm lý của em đều ổn định, gia đình đã đón em về lại Sài Gòn. Trưa ngày 28 tháng 3, khi thấy con trai đi học về, trên tay có vết chảy xước,
mẹ của em đã tra hỏi nguyên nhân và to tiếng với con và nói con nghỉ học buổi chiều nhưng em không đồng ý. Trong lúc mẹ lên gác thì em lấy xe đạp chạy đi. Gia đình đã tìm kiếm em ở nhiều nơi, tìm internet, vừa thu mua ve chai, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của nhiều người và đã báo công an. Và đến nay thì sau hơn 20 ngày, cả gia đình đã được đoàn tụ trong sự vui mừng khôn tả. Và đến đây bản tin trưa cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.